mèo của nhà mình là nó mới vừa xanh nè các bạn. Thì lúc đầu á là nó sanh ba con đầu tiên á là chết, chết từ trong bụng luôn á. Mình không có biết là trong bụng nó mấy con nhưng mà nó sanh ba con đầu tiên là chết. Thì mình cứ nghĩ là nó sanh non. Tại vì á nó có tí xíu thôi á, nó nó đúng ba ngón tay à. Cho nên là mình nghĩ nó sanh non nhưng mà cuối cùng á nó xanh tiếp ba con nữa thì nó cũng khoảng chừng nửa lạng à cái uh, nó không có bú được tại vì cái miệng nó quá nhỏ cho nên là mình sẽ nhiễu sữa vô cái miệng nó rồi rồi bắt đầu cái nó khỏe là từ, từ từ từ, bắt đầu nó nó biết bú rồi nè chứ lúc đầu á, là mình thấy là uh, nó tại vì nó sanh ba con đầu tiên chết rồi nhưng mà trong bụng nó vẫn còn to lắm mình nghĩ là nó không sanh được nữa thì nó sẽ bị uh, lưu thu lưu thai á rồi con mẹ nó sẽ chết luôn mình tính kêu bác sĩ lại rồi nhưng mà ai ngờ đâu nó sanh tiếp ba con nữa lại ba con sau này thì sống nhưng mà nó rất là bé luôn à rốt cuộc đó là không có sao mình nó để lại cho mình một cái nhau mèo rất là đã luôn rồi bây giờ ba con rất là khỏe ha cái con trai của nó là, à, là mèo anh lông dài thuần chủng còn con mèo mẹ là mèo anh lai mỹ à, cho nên là bây giờ nó đẻ ra hai con trắng á à, rất là giống như như cha nó luôn thì à, đầu tiên là sáu con á là bốn con trắng và hai con xám đó. con sám này nó cũng không giống mẹ nha nó giống hình như nó giống à, à, mấy cái con cha mẹ trước hay là gì đó ông ngoại bà ngoại gì đó chứ nó không giống con mèo mẹ con mèo mẹ là nó sám vàng đó